Sách Thi Thiên, chương 72. Sự trị vì của vua Công Chính. Lạy Đức Chúa Trời, xin ban cho vua Công Lý của Ngài và ban cho vương tử Đức Công Chính của Ngài. Người sẽ phán xét dân Ngài một cách ngay thẳng, phân xử kẻ nghèo khổ một cách công chính. Nguyện các núi đem lại sự thịnh vượng và các đồi đem công chính cho dân chúng. Chúa sẽ phán xét kẻ khốn cùng trong dân chúng, giải cứu người thiếu thốn và chà nát kẻ áp bức. Hễ mặt trời, mặt trăng tồn tại bao lâu, thì người sẽ sống bấy lâu và cho đến muôn đời. Nguyện vua sẽ như mưa rơi trên cỏ mới phát, giống như trận mưa rào tưới điều đất đai. Trong thời trị vì của vua, sự công chính hưng thịnh và cảnh thái bình sẽ kéo dài cho đến khi mặt trăng không còn chiếu sáng nữa. Người sẽ cai trị từ biển này tới biển kia, từ sông cho đến cùng trái đất. Những người sống trong hoang mạc sẽ quỳ lại trước mặt vua, còn kẻ thù của vua sẽ liếm bụi đất. Các vua Ta-ri-si và những cù lao sẽ triều cống cho vua. Vua Sa-ba và vua Sê-ba sẽ mang quà đến tặng vua. Nguyện tất cả các vua sẽ sắp mình xuống trước mặt vua. Mọi nước sẽ phục vụ vua, vì vua sẽ giải cứu kẻ thiếu thốn khi họ kêu cầu, và cứu giúp người khốn cùng, không có ai giúp đỡ. Vua sẽ thương xót người thiếu thốn và kẻ thấp hèn, và cứu mạng sống của người thiếu thốn. Vua sẽ cứu đời họ khỏi cảnh áp bức và bạo tàn. Huyết của họ là quý báu dưới mắt vua. Nguyện vua được trường thọ, và thiên hạ sẽ dâng vàng Sa-ba cho vua. Nguyện người ta sẽ cầu nguyện cho vua luôn luôn, và hằng ngày chúc phước cho vua. Nguyện ngũ cốc sẽ dư dật trên đất và trên các đỉnh núi. Nguyện bông trái của nó nhiều như cây rừng Liban, còn người ở thành thị sẽ hưng thịnh như cỏ của đất. Nguyện danh vua sẽ còn mãi mãi, mặt trời còn đến chừng nào thì danh vua sẽ tồn tại chừng nấy. Người ta sẽ nhân danh vua mà chúc phước nhau, mọi nước đều sẽ coi vua là có phước. Đáng ca ngợi Jehovah Đức Chúa Trời là Đức Chúa Trời của Israel. Chỉ một mình Ngài làm những việc diệu kỳ. Đáng ca ngợi danh vinh quang Ngài đến đời đời. Nguyện khắp trái đất được đầy vinh quang của Ngài. Amen. Amen. Các bài cầu nguyện của David, con trai Jesse, đến đây kết thúc. Sách Hebrews, chương 6. Hậu quả của sự bội đạo. Vậy, chúng ta phải bỏ qua các điều sơ học về đạo đấng Christ mà tiến tới sự trưởng thành. Đừng đặt lại những vấn đề nền tảng nữa, như sự ăn năn các công việc chết, đức tin nơi Đức Chúa Trời, sự dạy dỗ về các báp têm, sự đặt tay, sự sống lại từ cõi chết và sự phán xét đời đời. Nếu Đức Chúa Trời cho phép, thì chúng ta sẽ làm điều đó. Vì những người đã được soi sáng một lần, đã từng nếm sự ban tặng từ trời, đã dự phần về Đức Thánh Linh, đã nếm sự tốt đẹp của lời Đức Chúa Trời và quyền năng của thời đại sẽ đến. Nếu vấp ngã thì không thể nào phục hồi để ăn năn được, vì chính họ đóng đinh con Đức Chúa Trời một lần nữa và công khai sỉ nhục Ngài. Vì đám đất nào thấm nhuần mưa móc mà sinh hoa màu, có ích cho người cày cấy, thì đất đó hưởng phước lành của Đức Chúa Trời. Nhưng nếu đất nào chỉ sinh gai góc và chà chuông thì vô giá trị và bị rủa xả, cuối cùng phải bị đốt. Thưa anh em yêu dấu, dù nói thế, nhưng chúng tôi vẫn tin chắc về những việc tốt hơn từ nơi anh em, là những việc đi chung với sự cứu rỗi. Vì Đức Chúa Trời không phải là bất công mà quên công việc và lòng yêu thương của anh em đã bày tỏ ra vì danh Ngài khi phục vụ các thánh đồ và vẫn còn đang phục vụ nữa. Nhưng chúng tôi mong ước rằng mỗi người trong anh em cứ bày tỏ lòng nhiệt thành như vậy để giữ vững niềm hy vọng cho đến cuối cùng.
đến nỗi anh em không lười biếng, nhưng cứ bắt chước những người bởi đức tin và lòng kiên nhẫn mà hưởng được lời hứa. Lời hứa của Đức Chúa Trời. Khi Đức Chúa Trời hứa với Abraham, vì không thể chỉ đấng nào lớn hơn, nên Ngài chỉ chính mình mà thề với ông rằng: chắc chắn ta sẽ ban phước cho con và khiến dòng dõi con gia tăng bội phần. Abraham đã kiên nhẫn đợi chờ như vậy nên mới nhận được điều đã hứa. Thật vậy, người ta thường lấy danh một đấng lớn hơn mình mà thề, và mọi cuộc tranh chấp kết thúc với một lời thề để xác định. Cũng vậy, khi Đức Chúa Trời muốn bày tỏ rõ ràng hơn cho những người thừa hưởng lời hứa để được mục đích không thay đổi của Ngài, thì Ngài xác nhận bằng một lời thề. Để nhờ hai điều chẳng thay đổi đó, hai điều ấy Đức Chúa Trời không thể nói dối, mà chúng ta là những người chạy đến ẩn náu nơi Ngài, được sự an ủi lớn và nắm chắc niềm hy vọng đã đặt trước mặt mình. Chúng ta giữ niềm hy vọng này như cái neo của linh hồn, vững vàng, chắc chắn và thấu vào phía trong màn, là nơi Đức Chúa Giêsu đấng tiên phong đã bước vào vì chúng ta và đã trở nên thầy tế lễ thượng phẩm đời đời theo ban Melchisedec. Sách Sophoni, chương 1. Lời tiên tri cảnh cáo Giuđa. Vào thời của Josiah, con trai Amon, vua Giuđa, có lời Đức Giê-hô-va phán với Sophoni, con trai Cusi, cháu của Gedalia, chắc của Amaria, chít của Ezechia. Đức Giê-hô-va phán: ta sẽ quét sạch tất cả khỏi mặt đất. Ta sẽ quét sạch loài người và loài vật. Ta sẽ quét sạch chim trời và cá biển. Ta sẽ khiến cho kẻ ác vấp ngã và tiêu diệt loài người khỏi mặt đất. Đức Giê-hô-va phán vậy. Ta sẽ giơ tay ra chống lại Giuđa và tất cả cư dân Jerusalem. Ta sẽ tận diệt khỏi nơi này phần sót lại của ba anh và tên của các tư tế tà thần cùng các thầy tế lễ. Ta sẽ tận diệt những kẻ quỳ trên mái nhà mà thờ lại các thiên binh, những kẻ thờ lại và thề nguyện với Đức Giê-hô-va, rồi cũng thề nguyện bởi vua mình, cùng những kẻ say bỏ không theo Đức Giê-hô-va, những kẻ không tìm kiếm Đức Giê-hô-va và không cầu hỏi Ngài. Hãy im lặng trước mặt Chúa Giê-hô-va, vì ngày của Đức Giê-hô-va đã đến gần. Đức Giê-hô-va đã chuẩn bị một sinh tế, đã biệt riêng các khách Ngài đã mời. Trong ngày dân sinh tế của Đức Giê-hô-va, ta sẽ trừng phạt các thủ lĩnh, các hoàng tử và tất cả những kẻ mặc y phục ngoại bang. Cũng trong ngày ấy, ta sẽ trừng phạt tất cả những kẻ nhảy qua ngưỡng cửa và những kẻ làm cho nhà của chủ mình đầy dẫy sự bạo ngược và quỷ quyệt. Đức Giê-hô-va phán: trong ngày đó sẽ có tiếng kêu la từ cổng cá, tiếng thét gào ở quận nhì, tiếng đổ vỡ lớn từ các đồi. Hỡi cư dân phố dưới, hãy than khóc, vì mọi kẻ buôn bán đã không còn nữa và mọi kẻ cân bạc đã bị tiêu diệt. Lúc ấy, ta sẽ dùng đèn đuốc lục soát Jerusalem và sẽ trừng phạt những kẻ tự mãn như rượu động trên lớp cặn, và những kẻ tự nhủ rằng Đức Giê-hô-va sẽ không ban phước cũng chẳng giáng họa. Tài sản của chúng sẽ bị cướp đoạt, nhà cửa sẽ bị bỏ hoang, chúng sẽ xây nhà mà không được ở, trồng nho nhà mà không được uống rượu. Ngày trọng đại của Đức Giê-hô-va. Ngày trọng đại của Đức Giê-hô-va đang đến gần rồi, nó đến rất nhanh. Có tiếng kêu la cay đắng trong ngày của Đức Giê-hô-va. Bấy giờ, dũng sĩ cũng phải kêu khóc. Ngày ấy là ngày thịnh nộ, ngày tai họa và khốn khổ, ngày hủy phá và hoang vu, ngày tối tăm và ảm đạm, ngày mây mù và âm u. Và có tiếng tù và với tiếng la hét tấn công các thành kiên cố và các tháp cao ở góc tường thành. Ta sẽ đem sự khốn khổ đến cho loài người, họ sẽ bước đi như người mù
vì đã phạm tội với Đức Giê-hô-va. Máu của họ sẽ đổ ra như bụi và ruột rửa nát như phân. Cả đến bạc hoặc vàng của họ cũng không thể giải cứu họ trong ngày thịnh nộ của Đức Giê-hô-va. Nhưng toàn cõi đất sẽ bị lửa ghen Ngài thiêu đốt, vì Ngài sẽ hủy diệt tất cả dân cư trên đất một cách thật kinh hoàng. Chương 2. Lời tiên tri cảnh cáo các dân tộc khác. Hỡi dân chẳng biết xấu hổ, hãy tập hợp lại, hãy tập hợp lại. Trước khi chỉ thị được ban ra, ngày giờ trôi qua như trấu bay đi, trước khi cơn nóng giận của Đức Giê-hô-va đến trên các ngươi, trước khi ngày thịnh nộ của Đức Giê-hô-va đến trên các ngươi. Hỡi tất cả những người nhu mì trên đất, là người thi hành mệnh lệnh của Chúa, hãy tìm kiếm Đức Giê-hô-va, hãy tìm kiếm sự công chính, tìm kiếm sự nhu mì. Có lẽ anh em sẽ được che chở trong ngày thịnh nộ của Đức Giê-hô-va. Thật vậy, Gaza sẽ bị bỏ hoang, Ascalon sẽ tiêu điều, người ta sẽ đuổi Ashdod ra đi giữa trưa, và Ekron sẽ bị nhổ đi. Khốn cho cư dân miền duyên hải, tức là dân Cơ-rết. Hỡi Canaan là đất của người Philistin, lời Đức Giê-hô-va cũng nghịch cùng các ngươi. Ta sẽ tiêu diệt ngươi cho đến khi không còn dân cư nữa. Miền duyên hải sẽ trở thành đồng cỏ để những người chăn làm bãi thả chiên và làm chuồng cho bầy chiên. Miền ấy sẽ thuộc về phần sót lại của nhà Giu-đa. Họ sẽ chăn chiên tại đó. Buổi tối họ sẽ nghỉ đêm trong các nhà của Ascalon, vì Giê-hô-va Đức Chúa Trời của họ sẽ thăm viếng họ và đem dân bị lưu đày của họ trở về. Ta đã nghe lời nhạo báng của Mô-áp, lời xị vả của dân Amon. Chúng nhạo báng nhân ta, khoe khoang về việc chúng xâm lấn lãnh thổ dân ta. Vì vậy, Đức Giê-hô-va vạn quân là Đức Chúa Trời của Israel phán rằng: thật như ta hằng sống, Mô-áp sẽ giống như Sô-đôm và dân Amon sẽ giống như Gô-mô-rơ. Chúng sẽ trở thành một nơi đầy gai góc, một hầm muối, một chỗ hoang vu đời đời. Những người sống sót của dân ta sẽ cướp phá chúng, dân sót của ta sẽ chiếm đất đai chúng làm sản nghiệp. Đó là điều chúng bị báo trả về sự kiêu ngạo của mình, vì chúng đã nhạo báng và khoe khoang chống lại dân của Đức Giê-hô-va vạn quân. Đối với chúng, Đức Giê-hô-va thật đáng khiếp sợ, vì Ngài sẽ tiêu diệt tất cả các thần trên đất, và ai nấy sẽ thờ lạy Ngài ngay tại chỗ mình. Tất cả hải đảo của các nước cũng vậy. Còn các ngươi, hỡi dân Cút, các ngươi sẽ bị giết bởi gươm ta. Đức Giê-hô-va sẽ giang tay về phía bắc, Ngài sẽ hủy diệt Assyri và làm cho Ninive trở nên một nơi hoang vu, một chỗ khô khan như sa mạc. Các bầy thú vật sẽ nằm ở giữa thành, tất cả các loài thú khác, kể cả chim bồ nông và con nhím, cũng ở trên những đầu cột. Tiếng chim hót vang qua cửa sổ, cảnh hoang tàn ở nơi ngưỡng cửa, vì mọi thứ bằng gỗ bá hương đã bị dỡ đi. Thành nhộn nhịp này đã an nhiên tự đắc mà nói rằng: ta đây, ngoài ta không còn ai cả. Thế mà bây giờ nó đã trở nên hoang vu, làm chỗ nằm nghỉ cho các loài thú. Mọi người qua lại đều huýt sáo, vẫy tay nhạo cười. Chương 3. Sự trừng phạt Jerusalem. Khốn cho thành phản loạn và ô uế, là thành phố áp bức. Nó chẳng chịu nghe lời, không chịu sửa dạy, chẳng tin cậy Đức Giê-hô-va, không đến gần Đức Chúa Trời mình. Các thủ lĩnh trong thành như sư tử gầm thét, các thẩm phán nó như muôn sói ban đêm, chúng không để lại gì đến sáng. Các kẻ tiên tri nó đều ngạo mạn, dối trá. Các thầy tế lễ nó làm ô uế nơi thánh và bẻ cong luật pháp. Đức Giê-hô-va ngự giữa thành là đấng công chính, Ngài chẳng hề làm điều ác. Mỗi buổi sáng, Ngài thực thi công lý dưới ánh sáng, chẳng bao giờ thất bại.
nhưng kẻ bất chính không biết xấu hổ. Ta đã tiêu diệt các dân tộc, khiến các tháp canh ở góc tường thành đổ nát. Ta làm cho đường phố nó ra hoang vắng, đến nỗi không còn ai qua lại. Các thành của chúng đã bị tiêu diệt, không còn một người nào và chẳng có ai cư ngụ. Ta đã phán bảo, con chỉ nên kính sợ ta, chấp nhận sự sửa dạy, thì chỗ ở nó sẽ không bị phá hủy, theo mọi điều ta đã định về nó. Nhưng chúng lại dậy sớm để làm những việc đồi bại. Sự trừng phạt và biến đổi các nước. Vì vậy, Đức Giê-hô-va phán, hãy chờ đợi ta, cho đến ngày ta sẽ đứng lên cáo buộc, vì ta đã quyết định tập hợp các dân tộc và quy tụ các vương quốc để trút trên chúng cơn thịnh nộ, tức là tất cả cơn giận bừng bừng của ta, vì toàn cõi đất sẽ bị thiêu nuốt bởi lửa ghen của ta. Bây giờ, ta sẽ biến đổi các dân, thành tẩy môi miệng, để tất cả đều kêu cầu danh Đức Giê-hô-va, kề vai sát cánh phụng sự Ngài. Từ bên kia sông ngòi xứ Cút, những người cầu khẩn ta, tức là những kẻ đã bị ta phân tán, sẽ đem lễ vật dâng cho ta. Vào ngày ấy, con sẽ không còn xấu hổ về mọi việc mình đã làm để chống lại ta. Vì lúc ấy ta sẽ loại bỏ khỏi con những kẻ kiêu căng tự đắc, và con sẽ không còn kiêu ngạo trên núi thánh ta nữa. Ta sẽ để lại giữa con một dân nghèo nàn và thấp hèn. Họ sẽ ẩn náu trong danh Đức Giê-hô-va. Số dân sót lại của Israel sẽ không làm ác, không nói dối, và miệng lưỡi không còn phỉnh gạt, vì họ sẽ ăn uống và nằm nghỉ mà không ai làm cho họ kinh hãi. Bài ca vui mừng. Hỡi con gái Sion, hãy hát to lên. Hỡi Israel, hãy reo hò vang dậy. Hỡi con gái Jerusalem, hãy nức lòng mừng rỡ. Đức Giê-hô-va đã cất bỏ án phạt khỏi ngươi, Ngài dẹp sạch kẻ thù ngươi. Vua của Israel là Đức Giê-hô-va ở giữa ngươi. Ngươi sẽ không còn sợ tai ương nào nữa. Vào ngày ấy, người ta sẽ nói với Jerusalem, hỡi Sion, đừng sợ, đừng để tay ngươi bủng rủng. Giê-hô-va Đức Chúa Trời ngươi ngự giữa ngươi. Ngài là đấng quyền năng sẽ giải cứu ngươi. Ngài sẽ vui mừng hoan hỷ vì ngươi, vì lòng yêu thương, Ngài sẽ nín lặng. Và vì ngươi, Ngài sẽ ca hát mừng rỡ. Lời hứa cho dân Chúa. Ta sẽ tập hợp những kẻ đang đau buồn vì không dự được ngày lễ hội. Họ ra từ con, lấy sự xấu hổ làm gánh nặng. Này, vào lúc ấy, ta sẽ đối phó với mọi kẻ áp bức con. Ta sẽ cứu chữa người què, tập hợp kẻ bị xua đuổi. Ta sẽ làm cho họ được khen ngợi và nổi danh tại khắp nơi họ đã bị sỉ nhục. Khi ấy, ta sẽ đem các con trở về. Đó là lúc ta tập hợp các con lại, vì ta sẽ làm cho các con nổi danh và được khen ngợi giữa mọi dân trên đất. Khi ta đem những kẻ bị lưu đày của các con trở về ngay trước mắt các con, Đức Giê-hô-va phán vậy.